chào các bạn, mình là Giáng Thu đây và hôm nay mình rất vui được ngồi đây trò chuyện cùng các bạn. Hôm nay các bạn có vui không? Giáng thân mến chúc các bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Hôm nay quay lại với các bạn và là chủ đề lan rừng. Nếu các bạn là người mới chơi lan mà các bạn chọn lan rừng thì Giáng Thu cực kỳ thích các bạn vì lan rừng rất là thơm phải không các bạn? Thì mình chia sẻ với các bạn 5 loại lan rừng ra hoa kịp Tết và rất là dễ chăm sóc cho người mới chơi lan. Nếu các bạn là người mới, thôi mời các bạn đăng ký kênh bên dưới để các bạn sẽ có thêm thông báo về những video tiếp theo của mình. Và bây giờ mình xin mời các bạn theo chân mình để xem xã mình chia sẻ 5 loại lan rừng đó như thế nào nha các bạn. Xin mời các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 loại hoa lan rất là dễ trồng, rất là dễ chăm sóc và ra hoa vào đúng dịp Tết nha các bạn. Đầu tiên mình xin mời các bạn tham quan vườn lan của mình nha. Trong vườn hoa lan của mình thì có rất là nhiều loại hoa. Có loại thì rất là dễ chăm, cũng có loại thì nó tương đối khó chăm nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một số loại lan cho các bạn. Hầu hết mình trồng là lan rừng nha các bạn. Những cái loại hoa lan á, thì nó thường nở ra hoa có một lần vào một năm thôi các bạn. Và nó có đúng một số loại á, thì nó lại ra hoa không có đúng thời gian nha các bạn. Ví dụ như mình á, đang giới thiệu cho các bạn đây là loại hoa quế nha các bạn. Quế trắng. Cái loại hoa này nè thì thường nó ra hoa vào khoảng tháng 4. Tuy nhiên là nó ra hoa sớm rồi các bạn. Nhưng mà mình giới thiệu với các bạn 5 loại lan. 5 loại lan hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó thì nó sẽ ra hoa đúng vào dịp Tết và lại là dễ chăm sóc nữa, để dành cho những người mới chơi lan nha các bạn. Lan rừng thì có rất là nhiều loại. Ví dụ như mình đang giới thiệu với các bạn đây là hoàng nhạn nè, đây là tam bảo sắc nè, đây là ninh xuân, hay người ta còn gọi là đai châu nữa đó các bạn. Thì lan nó cũng dễ trồng nữa các bạn ơi. Mình dùng những cái túi phân tăng chậm đó, mình chăm sóc cho nó để mình hạn chế bớt những cái bón phân nha các bạn, để cho nó đỡ mất thời gian đó. Ví dụ như đây là chậu kiếm của mình nè, mình có thể dùng phân tăng chậm mình cho vào đó, đó. Hoặc là những cái chậu mà trầm nè, mình cũng có thể để những cái túi phân tăng chậm vào đây. Các bạn muốn biết cách làm túi phân tăng chậm để tiết kiệm thế nào đó, các bạn có thể vào đường link để xem cái cách làm túi phân tăng chậm của mình nha. Và bây giờ mình xin giới thiệu các bạn 5 loại lan rất là dễ trồng cho hoa vào dịp Tết nha các bạn. Loại đầu tiên là loại sơn thủy tiên. Cái chậu này mình quay vào ngày 28 Tết nè các bạn. Thì lúc này hoa nó đang nở bất bất nha các bạn. Cái loại hoa sơn thủy tiên này nè các bạn, thì mình có thể trồng ở trên giá thể gỗ hoặc có thể trồng ở trong chậu đất nung nha các bạn. Đều được hết, nó đều phù hợp vào các loại giá thể đó hết. Thì cây này rất là dễ trồng các bạn. Mình chăm sóc cho nó bằng cách là mình tưới nước, rồi cho độ ẩm, giữ độ ẩm vừa phải, rồi mình có lâu lâu mình bón thêm cho nó một ít B1 đó các bạn. Còn mình chăm sóc bằng túi phân tăng chậm để cho nó đỡ mất thời gian đó các bạn. Thì hoa này nó cho nở hoa khoảng chừng từ 10 ngày nha các bạn. Hoa thơm rất là nhẹ nhàng, hoa rất là bắt mắt các bạn. Mình có hai loại hoa sơn thủy tiên nữa đó các bạn. Một loại là hồng vàng đậm và một loại hồng nâu nha các bạn. Cái đây là cái loại hồng vàng đậm nha. Còn cái hồng nâu thì nó mắc tiền hơn lắm, mình chỉ có một chậu thôi, mình đang để dành để mình nhân giống ra nha các bạn. Thì có một số người nói là những cái loại này là làm hoàng lạp. Thì mình mua, mình nghe chủ vườn đó là khi mình mua lan rừng đó thì cái người bán cho mình nó sơn thủy tiên, thì mình thấy nó hoàng lạp và sơn thủy tiên thì nó cũng không có khác biệt nhau lắm các bạn ơi. Có những người chuyên môn cao thì người ta mới biết được nha. Thì mình thấy hoàng lạp thì cái màu hơi nhạt hơn cái này tí xíu. Để có thời gian mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số giò hoàng lạp của mình nha.
cái màu bông của nó nhạt hơn Sơn Thủy Tiên một tí xíu đó. Các bạn thấy nè, mình chăm sóc cũng rất là dễ dàng vì nó đâm mầm non ra đó. Các bạn chỉ cần để túi phân tăng chậm vào, sau khi nó hết hoa đó thì mình để túi phân tăng chậm vào rồi mình chăm sóc tiếp nha các bạn. Thì khoảng tầm một tuần đó, thì bạn xịt B1 vào cho nó nha, để chăm sóc cho cây nó được tốt. Và bây giờ là loại thứ hai. Đây là một loại hoa rất là dễ trồng, rất là dễ chăm sóc. Cũng có thể trồng ở trên giá thể, cũng có thể trồng ở trong chậu. Tuy nhiên đối với cái loại hoa này thì mình nên khuyến khích các bạn trồng trên giá thể gỗ thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Đây là kiều nhé bạn. Kiều được mệnh danh là nữ hoàng của hoa loại lan đó các bạn. Tuy nhiên kiều này nè các bạn, nó có một cái hơi dở là nó ra hoa không có được lâu nha các bạn. Một cái vài hoa vậy nó cho ra hoa và sẽ tàn trong vòng khoảng tầm một tuần thôi đó. Một tuần thì nó sẽ tàn. Mùi thơm nó thì rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên có một vấn đề như thế này nè, là kiều các bạn chăm sóc rất là dễ dàng các bạn ơi. Các bạn ghép vào trong giá thể gỗ đó, rồi các bạn tưới nước cho lan nè, rồi các bạn lâu lâu các bạn xịt thêm B1 hoặc là NPK thì như vậy lan nó phát triển rất là tốt. Cái bộ rễ nó lan rộng rất là nhiều, các bạn ăn bám vào trong cái giá thể gỗ và cây thì rất là to, rất là dài. Đây các bạn nhìn nha, mình trồng một cái bụi lan và bây giờ nó to ra, nó có thể lên đến là mấy chục nhánh đó các bạn. Đây, những cái hoa này nó cũng có vòi nè bạn, nó cho hoa cứ liên tục hoài nha. Tiếp theo là hoa thứ ba. Đây là loại hoa rất là có giá trị nha các bạn. Loại hoa này thì nó cho hoa vào kịp Tết. Có loại thì nó hơi trễ hơn Tết một tí xíu. Thì đây là phi điệp các bạn. Phi điệp này mình đang giới thiệu với các bạn là phi điệp Thanh Hóa nha các bạn. Thì có rất là nhiều giống các bạn. Phi điệp Thanh Hóa, phi điệp Hòa Bình, Chumoray hay là Đắk Long, nhiều lắm bạn ơi. Phi điệp Lào, phi điệp Quảng Bình, nhiều lắm. Thì thường những cái loại phi điệp này nè, nó cho hoa rất là ít, đúng ngay dịp Tết nha các bạn. Nếu mà bạn muốn ngay dịp Tết đó, thì bạn phải kích hoa nha các bạn. Kích hoa thì bạn dùng ki đó, ki duy đó, bạn kích cho nó. Nếu mà bạn nào muốn xem vào cái cách kích hoa để có dịp Tết đó, thì các bạn xem vào đường link của mình nha. Mình có hướng dẫn các bạn cách kích hoa phi điệp này vào dịp Tết nó để nở kịp đúng Tết đó các bạn. Nếu còn bạn để tự nhiên á, thì nó sẽ ra hoa khoảng sau Tết khoảng 1 tháng nha. Tầm tháng 2, tháng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, tháng 2, tháng 3 âm lịch thì nó sẽ ra hoa nhiều. Thì cái phi điệp của mình này nè, nó ra hoa được đúng Tết là chỉ được có vài bông thôi. Nhưng mà các bạn nhìn nó ở cái thân của mình này, nó có rất là nhiều nụ chi chít. Những cái hoa nụ này là cái nụ này nó sẽ cho ra hoa khoảng tầm sau 1 tháng nữa các bạn. Thì mình ở đây mình cũng nói sơ với các bạn luôn. Thì đối với phi điệp này nè, nó là một cái dòng hoa khá đắt tiền nha các bạn. Tuy nhiên là nó cũng rất là dễ chăm sóc các bạn ơi. Các bạn chỉ cần ghép vào giá thể là gỗ hoặc là chậu đất nung, rồi mình chăm sóc thì nó sẽ phát triển rất là tốt nha các bạn. Tuy nó mắc tiền nhưng mà nó không khó chăm sóc đâu các bạn ơi, nó rất là dễ chăm sóc. Cái dòng phi điệp này nè các bạn, thì khi mà các bạn muốn mà có hoa kịp Tết đó, thì các bạn nên vào khoảng tầm cuối tháng 9. Cuối tháng 9 đó, khi phi điệp bắt đầu thắt ngọn rồi đó, thì các bạn bắt đầu bạn cắt nước nó đi. Cắt nước khoảng thời gian là một tuần để cho nó rụng lá hết đó. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng ki duy mình bôi vào trong cái mắt ngủ của nó đó các bạn. Thì cái mắt ngủ của nó sẽ đâm cái mầm hoa ra nha các bạn. Và nó sẽ có cho hoa mình đúng dịp Tết nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu một cái loại hoa. Cái loại hoa này thì đúng là như cái tên của nó đó là Tân Ninh Xuân đó các bạn. Đúng vào mùa xuân là nó nở. Thì cái dòng Ninh Xuân này nè, nó thơm cực kỳ các bạn ơi. Nó thơm dữ lắm. Các bạn chỉ cần treo trong nhà một giò thôi,
và nó cho hoa thì bước vào hạ thì chúng ta sẽ ngửi được ngay mùi thơm liền. Mùi thơm nó rất là đậm đà nha các bạn, chứ không có nhẹ như loại hoa khác đâu. Những loại hoa khác á, thì bạn đưa mũi vào bạn ngửi á, thì bạn mới nghe. Còn cái này bạn đứng từ xa vài mét bạn đã ngửi được cái mùi của nó rồi. Và cái dòng lan rừng này nè các bạn thì nó có cũng rất là nhiều loại nha các bạn. Mình đang giới thiệu trước bạn đây á, là Ninh Xuân Bình Thuận này nè, thì nó còn có Ninh Xuân mà Buôn Đôn nữa các bạn. Đối với Ninh Xuân Buôn Đôn á, thì cái lá nó rất là đẹp nha bạn, lá dày bản to lắm. Còn cái dòng này á, thì cái lá nó dài ha, và nó không có được to lắm, nhìn nó hơi mỏng hơn. Tiếp theo là mình xin giới thiệu bạn một cái loại hoa rất là giản dị nha các bạn. Nó cùng một cái dòng hoa thân thòng nữa đó. Nó là tên là hoàng thảo vôi các bạn. Đây là hoa rất là dễ chăm sóc các bạn ơi. Nó có nhiều thân thòng xuống, nhìn nó cũng như dòng phi điệp vậy đó. Tuy nhiên cái giá trị nó thì không cao. Hoa nó lại không được bền như phi điệp nha các bạn. Nó cũng nở trong tầm một tuần thì nó sẽ tàn nha các bạn. Tuy nhiên á, là do cái hoàng thảo vôi này nè, nó có rất là nhiều thân thòng và nó cho hoa cũng rất là say, cho nên là khi mình chơi một cái giò hoàng thảo vôi này nè các bạn, thì nó cứ liên tục cho hoa hết thân này đến thân kia vậy đó. Cho nên bạn có thể để trong nhà tầm một tháng thì mới hết hoa nha các bạn. Bởi vì các thân của nó đó thì không bao giờ nó cho hoa đồng loạt hết trơn á. Nó sẽ cho hoa liên tục. Hết thân này sẽ đến thân kia. Ví dụ như mình đang cho các bạn xem một cái thân bên đây nó đang có nụ này các bạn. Đó, nụ trắng, mà nhìn màu trắng nó là nụ đó. Thì những cái nụ này á, tầm khoảng một tuần sau nó sẽ bung ra. Thì khi cái thân bên kia nó tàn thì cái nụ thân bên đây nó sẽ bung ra. Cho nên là cứ có liên tục hoa để mình chơi hoài nha các bạn. Mùi thơm của hoa này á, thì nó cũng nhẹ nhàng lắm. Nó không giống như phi điệp nha các bạn. Thơm rất là nhẹ nhàng. Đây là một loại hoa đặc biệt đó các bạn. Mình cũng không hiểu sao mà người ta đặt là hoàng thảo vôi nữa. Bởi vì nó có cái họng hoa nó to lắm, màu trắng, cánh thì cánh tím. Alo alo các bạn ơi, nếu là tín đồ của cây cảnh thì đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh, một like và một share nha. Giáng Thu xin chúc các bạn nhiều thành công và nhiều may mắn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.